tiếng Việt đó. Anh em cũng xa nhà rồi, không có những cái điều kiện ở đơn vị á, nó cũng rất vất vả lắm. Thì anh em cũng vì cái trách nhiệm cũng hết sức nỗ lực, cũng vượt qua những khó khăn để mà hoàn thành nhiệm vụ như chỉ đạo của công an thành phố là anh em làm. Trước đây thì có quy định là làm 14 ngày mới phải ca về, nhưng mà hôm nay theo chỉ đạo của công an quận đó là anh em tất cả tập trung ở đơn vị, cho nên là rất nhiều anh em có thể là không về nhà, chỉ gây thăm gia đình, chỉ qua câu điện thoại hỏi gặp nhau để hỏi thăm là cha mẹ vợ con, để tình hình thông báo tình hình của gia đình để nắm. Thì ban chỉ huy cũng rất chia sẻ, thường động viên an ủi anh em để mà làm công tác tư tưởng anh em vững vàng, nhưng mà mình tập trung cho công tác phòng chống dịch, phải xa nhà trong cái điều kiện cái hoàn cảnh cũng khó khăn về cái vật chất kia, cái rất thiếu thốn. Cho dù cũng được sự quan tâm của công an quận, cũng được trang cấp này chuyện này kia, nhưng mà không bằng cái lúc mà bình thường. Mà anh em cũng rất là động viên với nhau để mà làm việc. Thì ban chỉ huy cũng theo dõi từng trường hợp những khó khăn, thì sẽ có những cái cách để mà giúp đỡ, cũng như là báo cáo công an quận những cái giúp đỡ kịp thời để anh em an tâm công tác. Thì gia đình đồng chí Dũng cũng không may là có người thân là như ba đồng chí Dũng, mẹ đồng chí Dũng và hai con đồng chí Dũng cũng là bị nhiễm bệnh. Thì ba đồng chí Dũng chẳng may là bệnh tình trở nặng, thì cũng được cái sự tận tình giúp đỡ của y bác sĩ, nhưng mà bệnh quá nặng thì cũng không qua khỏi.